Mới đây, trên một fanpage nổi tiếng đăng tải hình ảnh của một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải. Ông chú nhậu xỉn quá đâm vào đầu xe tải, chấm dứt ngủ một giấc mà mọi người cứ nghĩ là chú đã đi xa cho đến khi. Theo đó, đi kèm với lời giới thiệu đầy tính khám phá này là hình ảnh ông chú nằm sõng soài trên mặt đất sau vụ tai nạn. Chiếc xe máy đã bị đâm nát khi đối đầu với xe tải. Hiện trường vụ tai nạn, xe máy đâm trực diện xe tải. Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, hư hỏng nặng. Người ta thậm chí còn giải xung quanh người con trai gì cho rằng ông ta đã tử chiến. Người con trai ngay sau va chạm nằm bất động. Nhìn hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng nên có lẽ nhiều người cho rằng nạn nhân đã qua đời, người ta còn giải sơn quanh chỗ nạn nhân nằm. Ai ngờ đâu, khi mọi thứ xong xuôi thì người con trai lại bất ngờ tỉnh dậy, ngẩng đầu lên. Đúng là cái kết vũ hồn và thật sự may mắn quá. Người con trai tỉnh lại đây rồi. Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa phần đều cho rằng sự việc này quá mức may mắn. Tuy nhiên, cũng có bài học kinh nghiệm được rút ra, khi đã sử dụng rượu bia thì không nên lãnh đạo xe, gây nguy hiểm cho chính phiên bản thân và những người xung quanh. May mắn là ông chú giữ được tính mạng nhưng có lẽ bài học nhớ đời luôn đấy nhỉ. Xe cũng nát tươm luôn rồi mà người chẳng làm sao hết. Tuy nhiên, nhìn vào ảnh thì ai còn nghĩ đến chuyện uống rượu bia chấm dứt mà tài xế nữa không, một dân mạng bình luận.